Hello, hello, vâng, chào mừng anh chị cùng quay trở lại với Ichiboku Club. Em là Thương, ITP. Hôm nay em Thương lại tiếp tục cùng anh chị tổng kết thị trường trong cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 5, anh chị nhé. Hiện tại thì phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường đã đóng cửa ở một điểm số tương đối xấu ở trong phiên giao dịch buổi chiều, anh chị ạ. Khi mà đến cuối phiên giờ giao dịch buổi chiều, ở trong cái phiên ATC, anh chị ạ, dòng tiền bán ra rất khỏe luôn. Đâu đó là đã làm cho thị trường giảm rất mạnh ngay ở trong phiên chiều, anh chị nhé. Thì kết phiên buổi chiều thì thị trường đóng cửa mốc là 1060.44 điểm, giảm đâu đó là 5.47 điểm, tương đương với 0,51%. Thì chúng ta cùng đến với những cái cổ phiếu mà đang tác động chính tới rổ VN-Index trong cái phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, anh chị nhé. Thì trong cái phiên giao dịch buổi chiều thì những cái dòng cổ phiếu mà đang tác động chính tới VN-Index, anh chị có nhận ra không? Số mã tăng giá thì vẫn đang áp đảo ở trong cái lực cổ phiếu nhỏ, anh chị ạ. Nhỏ thì rất là khỏe, nhưng mà cổ phiếu lớn thì lại nó yếu đi rất nhiều, anh chị ạ. Số mã tăng giá trong phiên chiều là 141 mã, giảm là 246 và không đổi là 49 mã, anh chị nhá. Đây này, những cổ phiếu tác động chính này, trụ này, Vinhome rất khỏe luôn. VIX này, VCB, VGC này, TCH, SHB này, HD Bank và DXG là những cổ phiếu tích cực nhất ở chiều tăng điểm. Còn chiều giảm điểm chúng ta có BIDV này, VRE này, Hòa Phát, Vinamilk, MBB, TCB, CTG, VP Bank là những cổ phiếu giảm điểm khá khỏe ở trong phiên chiều, nó kéo thị trường đi xuống, anh chị nhé. Rồi, khối ngoại hôm nay lại là điểm cộng rất lớn, anh chị. Điểm cộng này là điểm cộng rất lớn của khối ngoại trong cái phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, khi mà cái dòng tiền của khối ngoại nó đã thực sự trở lại với mức lực mua không quá lớn. Nhưng mà anh chị nhìn thấy không, sau những phiên bán dòng thì khối ngoại thực sự họ trở lại trong phiên ngày hôm nay với cái việc họ mua vào Hòa Phát này, Vinhome, Pau này, VIX này, VRE, HD Bank này, HAH này, rất nhiều cổ phiếu được khối ngoại mua. Ở chiều bán ra họ đang bán ra Vinamilk, SHB, STB, CTG và KBC, anh chị nhá. Tự doanh thì hiện tại chúng ta chưa có cái số liệu của ngày hôm nay, tại vì lúc cái thời điểm mà em Thương quay cái video này là lúc gọi là 17 giờ 8 phút, dẫn đến là chưa có số liệu nên chúng ta sẽ chờ thêm, anh chị nhá. Thanh khoản mới là câu chuyện chính của ngày hôm nay này. Thanh khoản ngày hôm nay á, thị trường đã có đâu đó là 836 triệu cổ rồi, và cái giá trị giao dịch là 13.27 ngàn tỷ là tương đối lớn, nhưng vấn đề quan trọng là vẫn chưa đủ để đánh dấu phiên bùng nổ, anh chị nhá. Rồi, chúng ta cùng điểm qua những diễn biến ở trên sàn Hà Nội Index. Hiện tại thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, Hà Nội Index đóng cửa mốc là 212.86 điểm, số mã tăng giá là 87, giảm là 93 và không đổi là 70 mã. Những cái cổ phiếu đang tác động chính tới sàn Hà Nội trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay ở chiều tăng điểm đó là PTI này, DTK, HHC, IPA, S99, DDG này, LAT này và DL1 là những cổ phiếu rất tích cực. Ở chiều giảm điểm chúng ta có THD này, IDG, IDC, PVS, HUT, MBS, SEL và SHS là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay. Thì nước ngoài lại là điểm cộng rất lớn khi họ đã mua vào đâu đó là hơn 4 tỷ cổ phiếu DTD, TNG, IDC, TVD này, được khối ngoại gom khá khỏe ở trong cái phiên giao dịch buổi chiều. Tự doanh thì đây là số liệu của ngày hôm qua, chị nhá. Rồi, thanh khoản. Hôm nay Hà Nội ở phiên chiều đánh dấu một phiên có thể được tính là phiên bùng nổ của Hà Nội. Vì sao lại như vậy? Tại vì chị lưu ý này, khi mà cái tổng khối lượng của sàn giao dịch Hà Nội nó gần 120 triệu cổ và giá trị giao dịch hơn 1.650 tỷ như thế này, là đánh dấu là cái dòng tiền nó tham gia vào bên những cổ phiếu dòng bên sàn chứng khoán Hà Nội là cực kỳ lớn rồi, anh chị nhá. Chúng ta sẽ điểm qua những cổ phiếu ở trên sàn Upcom. Thì hiện tại Upcom cũng đã đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay trong sắc đỏ, ở mốc là 80.57 điểm, số mã tăng giá là 149, giảm là 118 và không đổi là 66 mã. Những cái cổ phiếu tác động chính tới Upcom trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở chiều tăng điểm đó là VEF này, VEA, PAT này, PEG này, VTP này, SGG này, VSF này, MBC là những cổ phiếu tích cực nhất. Ở chiều giảm điểm chúng ta có SH này, NAB này, BRR này, GEE, RTB, ACV, VGI, BSR là những cổ phiếu giảm điểm ở trong phiên giao dịch này. Khối ngoại lại là một điểm trừ rất lớn. Hôm nay nó đánh dấu bao nhiêu phiên anh chị? Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 phiên liên tiếp khối ngoại bán dòng trên Upcom, và bán hôm nay lại là một phiên bán cực kỳ khỏe luôn, khi mà cái khối lượng bán ra đâu đó là 22.8
68 tỷ. Xét về tự doanh thì là số liệu ngày hôm qua. Rồi, thanh khoản hôm nay Upcoin cũng tương đối là ok chị ạ, khi mà cả một ngày hôm nay nó có khối lượng đâu đó là gần 58 triệu cổ và giá trị là 640 tỷ, như thế này là tương đối tốt rồi. Chúng ta vẫn phải chờ thôi. Vâng, điểm nhấn lớn nhất hôm nay có lẽ là đến từ nhóm VN30 ở cuối phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, bất chấp cái lực mua vào rất khỏe của khối ngoại. Anh chị ạ, nhìn này, khối ngoại nó mua dòng ở VN30 là 202 tỷ. Anh chị nhìn ở bên VN-Index này, nó mua vào chỉ có mua dòng có 103 tỷ thôi. Thì sao? Thì điều đó báo hiệu là dòng tiền của khối ngoại nó đang nhập cuộc ở bên rổ VN30 anh chị nhá. Nhập cuộc bên này nhiều hơn so với VN-Index. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta sẽ nhìn thấy được là sự chênh lệch giữa hai rổ này. VN-Index là trọng số chung của các cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Còn VN30 lại là rổ của 30 cổ phiếu lớn nhất sàn anh chị ạ. Nên là góc nhìn của em nhận thấy rằng là dòng tiền nó đang thực sự chú trọng rất nhiều vào cổ phiếu trụ anh chị nhá. VN30 F1M hiện tại hôm nay giảm rất yếu anh chị ạ, nó chỉ giảm 2 điểm thôi. Trong khi đó VN30 nó lại giảm tới 7.54 điểm. Hai chỉ số này gần như là đã bắt đầu tìm được tiếng nói chung rồi, và hiện tại là cơ sở đang thấp hơn phái sinh anh chị ạ. Nên là kịch bản phái sinh ngày mai sẽ tương đối là cảm xúc anh chị nhá. Rồi, chúng ta cùng đến với các nhóm ngành nghề. Nhóm ngành nghề thì hôm nay thì tất nhiên rồi, thị trường đỏ lửa thì hầu như tất cả những cái nhóm ngành nghề đều chìm trong sắc đỏ. Và chúng ta le lói cái nhóm công nghiệp này là ở trong sắc xanh thôi. Nhưng mà em thường nhận thấy rằng là cái dòng tiền ở nhóm công nghiệp này thì tương đối ok. Nhưng anh chị ạ, nhưng nó lại không đi vào nhóm trụ anh chị ạ. Nhóm trụ, anh chị lưu ý này, mỗi một nhóm ngành nhá, đều có những cổ phiếu trụ riêng của nó. Tiền thì lại không đi vào nhóm trụ ở trong đây, nên là chúng ta vẫn chưa thể giải ngân tốt vào cái nhóm công nghiệp này được anh chị ạ. Đây này, công nghiệp thì hôm nay có dòng xây dựng này, HBC này, sàn luôn này, sàn luôn, GX đỏ này, LCG, VCG này, HHV, rồi FCN này, CII, EVG, rất nhiều cổ phiếu ở trong cái dòng này hôm nay đã chìm trong sắc đỏ anh chị ạ. Rồi, chúng ta cùng đến với góc nhìn về thị trường. Em sẽ chia sẻ luôn về góc nhìn của thị trường giúp anh chị có thể cập nhật nhanh chóng về vị thế cũng như là đưa ra góc nhìn về VN-Index để chị có thể tiện theo dõi hơn khi mà ở những cái phiên giao dịch sau anh chị nhé. Anh chị lưu ý rằng đây là luồng pháp em đã được ghi lại trước rồi, nên là anh chị không thể đặt ra được cái câu hỏi cũng như là không nhận được các tư vấn trực tiếp của em. Nếu chị muốn nhận được cái tư vấn trực tiếp thì có thể là inbox trực tiếp cho em Thương theo số điện thoại là 078 731 9888, hoặc là anh chị có thể tham gia vào cái Zoom Zalo em đang để ở bên cạnh cái khung chat anh chị nhá. Rồi, anh chị có thể để ý này, về góc nhìn VN-Index nhá, xu hướng của VN-Index anh chị ạ, xu hướng của VN-Index hiện tại nó chưa có một xu hướng cụ thể rõ ràng nào. Một trạng thái thì vẫn đang là một cái trạng thái tích lũy thôi. Vấn đề quan trọng hơn cả, nếu chị đánh ngắn thì chị có thể dễ dàng nhận thấy ở trên H1 cơ hội đến vào ngày mai chị nhá, khi mà VN-Index điều chỉnh về mốc là 1056 điểm thì khả năng sẽ có một lực hồi lên đây. Thì tức là nó chỉ giảm đâu đó chỉ 4 điểm thôi, thì khả năng ngày mai, sáng ngày mai sẽ là một nhịp rung lắc khá khỏe, rồi sau đó là tín hiệu phiên chiều. Em thường hoàn toàn tin rằng là phiên chiều thị trường sẽ có trở lại và đóng nến ở trên mốc 1068 điểm anh chị ạ. Nên là khả năng ngày mai sẽ là ngày biến động cực kỳ mạnh của rổ chỉ số VN-Index anh chị ạ. Rồi, thanh khoản, anh chị nhìn thấy điều gì không? Thanh khoản ngày hôm nay là tương đối tốt, nhưng vấn đề quan trọng hơn cả ở trên thị trường là cái gì? Anh chị để ý là cái gì? Là sự phân phối anh chị ạ. Chúng ta đã có cái lực phân phối ở trên cái dòng cổ phiếu rồi. Thì em hướng nhận thấy rằng này, cứ phiên xanh, phiên đỏ. Đây này anh chị này, gần đây này. Đây là khung H1, chúng ta chỉ nhìn để cho chị đánh ngắn hạn thôi. Còn những chị đánh mà thì trên đồ thị ngày chị sẽ nhìn thấy này, tín hiệu phân phối của thị trường này, anh chị thấy không? Đây này, nó đang phân phối rồi. Và cái lực phân phối này thì em thường nhận thấy rằng là nó chưa thật sự lớn, nhưng vấn đề quan trọng cũng là một cái để chúng ta cần phải suy ngẫm và cần phải coi lại về cái vị thế giao dịch ở trên thị trường này anh chị nhá. Rồi, ở đây em sẽ điểm qua những cái cổ phiếu mà trong room của em Thương đang có để giúp cho anh chị nào đang tham gia sinh hoạt trong room của em Thương có thể nắm bắt được kịp thời những cái cổ phiếu của mình đang nắm giữ anh chị ạ. Rồi, chúng ta đang có IDC này. IDC hôm nay, phiên buổi chiều hôm nay cực kỳ tệ luôn. Nó giao dịch ở trong một cái tâm thế em Thương nhận thấy rằng là khá xấu ở trong phiên chiều. Tuy nhiên em Thương nhận thấy rằng là nó chưa vi phạm cái quy tắc của em Thương, nên em vẫn chưa báo bán cổ phiếu này, và hiện tại vẫn đang nắm giữ khá là kỹ cổ phiếu này.
chưa bán vội ở thời điểm này anh chị nhé. Tại vì tín hiệu đến từ phiên chiều và em cũng chưa có biết lý do vì sao nó lại đảo chiều mạnh như vậy. Ở trên khung H1 anh chị sẽ nhận thấy điều gì? Đó là nó chuẩn bị mất đi cái xu hướng tăng rồi, và khả năng là nó đang có cái trạng thái giảm yếu đây. Thì chúng ta phải theo dõi phiên ngày mai khi mà nó quay về nó test ở vùng giá 37.4 thì chúng ta mới có được cái kế hoạch. Về 37.4 mà không trở lại, điều đó báo hiệu là khả năng rủi ro sẽ đến sớm với cổ phiếu này. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi vị thế sớm anh chị nhé, nếu trường hợp mà nó về tới đó. Rồi, ở trên khung daily thì em thường nhận thấy rằng là vẫn ok, vẫn còn giữ được nhịp. Chúng ta sẽ chờ thêm. VIB cũng là cổ phiếu room em thường đang có này. Cổ phiếu này thì em vẫn đang nắm giữ và em hiện tại em chưa bán. Ngày hôm nay em chưa bán bất kỳ một cổ phiếu nào anh chị nhé. Em chưa bán tại vì em thường nhận thấy rằng là chưa có bất kỳ điều gì mà khiến chúng ta phải bán tháo, bán tống cổ phiếu ở trong phiên giao dịch buổi chiều này cả. VIB này, xu hướng này, nó chưa có một cái xu hướng tăng đâu, nó vẫn đang ở trong một cái xu hướng giảm và một trạng thái tích lũy. Ở trên H1 thì nó đã phát đi tín hiệu là có khả năng bật tăng trở lại bất cứ lúc nào anh chị nhé. Rồi, VGC. Con VGC này phiên chiều ngày hôm nay nó là một cú phải nói là tương đối khốc liệt. Đối với chị đang nắm giữ cổ phiếu này, không bình tĩnh thì chúng ta sẽ rớt hàng ngay ở nhịp này. Con VGC nhé, xu hướng ở trong ngắn hạn này, trên khung H1 này chị nhận thấy là nó đang là một xu hướng tăng đấy chị ạ, một trạng thái thì lại một trạng thái giảm. Có sự phân bổ ở trong cái cổ phiếu này rồi. Góc nhìn của em nhé, cổ phiếu VGC này nếu chị đánh thuần về kỹ thuật thì có thể theo dõi phải bán ra. Còn trường hợp anh chị chờ được, tin vào cơ bản của doanh nghiệp này thì có thể vẫn tiếp tục nắm giữ được. Em thì em vẫn thiên về cơ bản nên em chưa bán cổ phiếu này. Rồi, CTS cũng là cổ phiếu room em thường đang có. Có CTS thì hôm nay thì dòng chứng khoán này, em thấy là nó giảm chung theo thị trường thôi. Cuối phiên thì nó bị tống một cú khá mạnh và gần như là phiên sáng ngày mai là cơ hội cuối cùng cho cái đà phục hồi của con CTS. Bắt buộc nó phải trở lại anh chị nhé. Nếu nó không trở lại thì chúng ta cũng phải bán đối với cổ phiếu này. BSR thì nắm giữ dài hạn rồi, cổ phiếu này thì khá ít anh chị trong Zoom có. Em thì em vẫn có một ít nên em vẫn đang nắm giữ và chưa bán ra đối với cổ phiếu này. Rồi, chúng ta còn có gì? Có Hoa Sen nữa này. Hoa Sen thì hôm nay tương đối xấu anh chị ạ. Cuối phiên ngày hôm nay thì hầu như tất cả các cổ phiếu đều rất xấu. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn cho cái tâm thế ngày mai thị trường điều chỉnh sâu hơn một chút nữa thì chính là cái điểm mua rất tốt của rất nhiều cái cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm anh chị ạ. Em thường chỉ chờ để điều chỉnh thôi, thị trường điều chỉnh thì mới là cơ hội. Còn nếu mà thị trường mà cứ tăng đều đều sòn sòn thì tìm đâu ra cơ hội? Ai cũng nhận thấy cơ hội thì tất nhiên rồi, nó không phải của chúng ta anh chị ạ. Góc nhìn của em thương thì khả năng ngày mai mới là ngày quan trọng của thị trường. Còn vấn đề mà bây giờ trong phiên ngày hôm nay mà anh chị lo để bán ra thì cũng không nên. Không nên anh chị ạ, không nên. Tại vì thị trường bây giờ thì chúng ta cần phải có một cái vị thế đúng và một cái vị thế tốt nhất khi mà tham gia ở trên thị trường này. Đây này chị nhìn này, cái nhóm chứng khoán này hôm nay này, rất nhiều cổ phiếu chìm trong sắc đỏ và đỏ khá nhiều luôn đấy chị nhá. Đỏ khá nhiều luôn này, như kể cả con AGR khỏe như thế này mà phiên chiều này cũng đỏ này. Rồi EVS thì giữ được này, CTS, FTS này, vâng, rất nhiều cổ phiếu đỏ trên 3% luôn chị nhá. Nên là chúng ta cũng cần phải theo dõi tín hiệu để có được cái kịch bản tốt nhất trong cái phiên giao dịch ngày mai. Rồi em sẽ điểm qua một vài cổ phiếu lớn của dòng ngân hàng để anh chị có thể nắm được là hiện tại bây giờ thị trường nó sẽ đi về đâu. Anh chị này, hôm nay sức kéo đến từ thằng VCB khá là ok, nhưng vấn đề là VCB thì không đủ giữ nhịp đâu. Nên góc nhìn của em thì giai đoạn này thì khi mà tiền vào nhà Vin vào những cái cổ phiếu trụ thì là một yếu tố tuyệt vời rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là thị trường có giữ được nhịp hay không, khi mà những cái cổ phiếu penny và những cái cổ phiếu mà dòng đầu cơ nó đã có tín hiệu hụt hơi rồi anh chị ạ. Nên đây là giai đoạn mà chúng ta bắt buộc chỉ trở lại thị trường khi mà có tín hiệu bùng nổ theo đà anh chị nhé. Thị trường thì vẫn luôn luôn tồn tại những trạng thái khác nhau, nên góc nhìn của em thì luôn luôn là khách quan, mong muốn chia sẻ với anh chị để anh chị có thể nắm được, cập nhật được nhanh chóng vị thế của mình khi mà tham gia ở trên thị trường này. Nếu chị cảm thấy những chia sẻ của em là hữu ích, phù hợp với những cái khả năng và cũng như là cái nhận định của anh chị thì anh chị có thể là like, share video này anh chị nhé. Vâng, xin chào tạm biệt anh chị.